Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Điển tin 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ có những thông tin thật hữu ích trong cuộc sống. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi quý vị nha. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Nghệ sĩ Thương Tính có đại gia hứa tặng một chiếc xe hơi đắt tiền. Tiết lộ của Thương Tính khiến nhiều người bất ngờ vì không nghĩ anh vẫn còn được ái mộ đến như vậy. Mới đây trên kênh youtube của nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi đã đăng tải một clip quay lại cảnh cô đi cà phê cùng nghệ sĩ thương tính với một số người bạn trong clip có thể thấy sức khỏe của nghệ sĩ thương tính đã hồi phục nữ diễn viên có hỏi thương tính rằng anh có đi làm răng không thường tính đáp anh cũng đang định trên kim chi nghe vậy liền nói thêm anh phải làm răng luôn để đi mấy hôm nữa còn về quê cho đẹp trai còn cô gái nữa chứ anh mà làm răng xong là đẹp trai lắm đấy hơn nữa anh cố ăn cho mập hai má phúng ra một chút là show về liên tục Quay phim tha hồ Một tháng có thể kiếm về cả tỷ đồng Thường tỉnh thấy vậy liền nói đùa một cách hóng hỉnh Thôi gái quê giờ xấu lắm Anh nói đùa cho vui vậy thôi Nhưng anh đang cần về quê thăm con trước Rồi mới lên Sài Gòn làm răng Tiếp đó thường tỉnh tiến lộ Với lại hôm trước cũng có một đại gia hứa tặng anh Nguyên một chiếc xe hơi đắt tiền Giống chiếc em hay chở anh đi nữa Anh trông thế thôi nhưng vẫn lái xe ngon lắm Anh lái xe từ xưa đến giờ mà Hồi xưa ai cũng thương anh, nên giờ người ta vẫn thương, đặc biệt là mấy người BD họ thương anh lắm. Tiết lộ của thương tính khiến nhiều người ngồi đó khá bất ngờ vì không nghĩ anh vẫn được ái mộ đến vậy. Được biết trong quá khứ, thương tính cũng từng được nhiều người ái mộ. Trong đó cũng có một số đại gia sẵn sàng chu cấp cho anh. Cuối cùng thương tính gửi lời đến Trịnh Kim Chi, thôi thì bao nhiêu năm qua, có chuyện gì buồn phiền em bỏ qua cho anh nhé. Thương tính bỏ 100 triệu vào túi áo, và chạy xe máy về quê nhưng bị trịnh kim chi cản lại nghệ sĩ thương tính đáp lại một câu khiến nhân tình ngỡ ngàng sau hơn hai ngày xuất viện nghệ sĩ thương tính đã có thể đi ra ngoài cà phê và về quê thăm con gái nhỏ vào chiều ngày 4 tháng 3, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi đã đăng clip ghi lại toàn bộ quá trình trò chuyện và gửi lại số tiền các mạnh thường quân giúp đỡ đến tận tay nghệ sĩ Thương Tính. Sau hai ngày xuất viện, nghệ sĩ Thương Tính đã tươi tắn hơn hẳn và có thể trò chuyện cùng những người bạn thân thiết. Khi thấy nghệ sĩ thương tính bỏ phong thư chứa 100 triệu đồng vào túi áo, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi và bạn bè phải hoảng hốt vì lo nam diễn viên sẽ bị giật hoặc đánh rơi trong lúc chạy xe máy về quê. Trong lúc ai cũng thể hiện sự lo lắng, nghệ sĩ thương tính đáp lại, anh biết rồi, sao mà rớt được, nhìn mặt anh là biết giang hồ nên chẳng sợ bị giật tiền. Nói vậy chứ anh cảm động lắm, khóc từ hôm nọ đến giờ. Tuy nhiên sau đó nghệ sĩ thương tính đã cẩn thận cất số tiền này vào túi quần để bạn bè được an tâm. Tại buổi gặp gỡ, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi thông báo đã vận động được hơn 406 triệu đồng, trong đó có 100 triệu đồng do nghệ sĩ nhân dân Kim Cương đóng góp. Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi nói rõ trước đã chi 10 triệu đồng đóng viện phí, trao tận tay vợ nghệ sĩ thương tính 10 triệu. Số tiền còn lại cô sẽ gửi 100 triệu tiền mặt cho nam diễn viên biệt động Sài Gòn để trang trải cuộc sống và tiếp tục chữa bệnh. 286 triệu đồng sẽ dùng mua bảo hiểm đến năm 18 tuổi cho con gái của nghệ sĩ Thương Tính. Được biết, nghệ sĩ Thương Tính sẽ về quê tịnh dưỡng và thăm con gái trong ít ngày tới. Nam diễn viên còn tiết lộ vừa được một vị đại gia hứa tặng một chiếc ô tô để tiện di chuyển sau này. Giờ anh phải lấy xe để phóng về quê thăm con ít hôm. Giờ anh đi xe máy, nhưng mấy hôm nữa sẽ đi ô tô vì mới được một đại gia hứa tặng khi nào anh lên sài gòn anh sẽ gặp em để làm răng